đi đâu mới. Thôi đi ra đây, đi ra đây con. Ừ. Cửa nè. Rồi nó đâu mất tiêu rồi. Cửa đẹp dễ sợ luôn nè. Trời ơi. Á trời đó. Đi vào đây đứng lên chiếc lá nè. Không. Nhanh lên. Đẻ lên. Lẹ lên, đứng lên trên đá đi. Khỏi sao đó. Không sao đâu. Thôi con chụp mẹ đi. Rồi con chụp mẹ đi. Rồi đi vô đây. Nè. Rồi con chụp mẹ đi. Chưa? Chụp đi. Rồi. Còn nữa. Con phải đứng ngay mũi tên nó chỉ kìa. Rồi. Nè mẹ chụp mẹ đôi cánh đó nè. Chụp ở đây nữa nè. Chụp ở đây nữa. Chụp ở đây nữa. Trời ơi, chụp cho con đôi cánh đi ha. Đi đây hả? Đứng yên chờ mẹ chút. Cảnh đẹp quá. À. Qua đây cũng được nữa nè. Quên buông cái tay này ra, chụp luôn, dính luôn cái máy quay rồi. Thôi kệ nó đi. Mình là chân. Nè, hãy chị chụp cùng nè. Ủa, ý lùng nó đâu rồi? Là nó chạy dèo dèo đâu rồi? Chụp bữa nay quá xá chụp luôn á. Chụp nữa hả? Chụp ngay con này nữa hả? Chó dễ thương quá hả? Rồi. Chó dễ thương thì cho dễ thương tiếp. Đâu? Nằm với con chó luôn hả?
vòng ha. Trời ơi, té mẹ. Tay chân của mẹ đang được rã hết rồi nè. Vai đau nè, tay mỏi. Con này chụp chưa? Gorilla gì nè. Ai mình tự chụp mình tự quay mình. Đó. Ngồi ở đây nè. Ngồi cái xe này nè. Nhưng mà mình quay như vậy nè, không có thấy. Phải đứng từ xa chụp nó mới thấy. Phải quay từ xa mới thấy. Để coi cái máy này có thấy không. Ê chụp mẹ đi, chụp mẹ ngồi trên cái này đi. Rồi con đứng yên quá, con đứng yên đó, con đứng yên đó. Để mẹ quay con. Rồi con chụp mẹ tắm nữa đi. Rồi. Ý hả? Còn chỗ nào mình chưa đó không? Nước Ý á. Ừ rồi vô nước Ý. Hình như chỗ này hồi nãy chưa đó nè. Đâu có chụp. Rồi đúng không? Bên đây. Chưa. Chưa nè, chụp đi, chụp bóng hoa kìa. Bông hoa ghế rồi nó đổ đầy trời kìa. Đây. 1, 2, 3. Rồi. Cái ghế kìa. Cái ghế còn lại con bò nó còn vịnh á. Nước Ý đây nè. Chị xe mặt quá. Chưa mẹ bị mờ. Làm lại. Xe. Nhưng cái máy này nó bị mờ ta. Nó mờ quá à. Rồi. Trời ơi sao nó cứ mờ miếng. Mờ miếng. Rồi. Đây 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 người ta làm kiểu. Ý ý ý người ta làm kiểu nè. Hả? Đó, làm kiểu. Người ta chỉ mình cách chụp á. Nè. Ở cái này nữa nè. Ý ơi, ý ý. Nè bạn. Nè. Mặc áo như vậy nè. Đây chụp vậy nè mới được. Để lên làm lại đó, mặc áo vô. Làm lại nhanh lên, nhanh lên. Mặc áo vô đi làm giống như là bay á. À, ta làm nè, kiểu là chụp nè, thấy không? Hay không? Y như bay trên trời luôn. Con muốn đi trong đó chơi sao? Chỗ nào? Có người chụp không? Có không? Có rồi. Có người rồi. Có người rồi con. Đi ra đây đi. Ra đây đi. Trời ơi, ghế không bự không lo. Ờ, mỏi tay, mỏi chân quá, mỏi lưng. Đi qua đây, mệt quá. Hồi nãy hình như có ai đi ra bỏ quên cái này. Cứu cấp con cấp. Nghĩa mừng quá.
coi hình. Nghĩ nó chơi la mình coi hình. Chiêm ngưỡng lại mấy cái tác phẩm mà từ nào tới giờ chụp nè. Rồi qua video mới đi. Rồi video mới đây. Xem lại mấy cái tấm hình đấy chụp. Ý lùng nó chi làm mình coi hình. Rồi nó đứng nó nắm cái đu dây chạy cái tháp nghiêng. Cái tấm này bị mờ rồi, xóa thôi. Ý nó chụp mẹ ngồi nè, ngồi trên chiếc xe này cũng đẹp nè. Ngồi trên cái đó, đó. Trời ơi, cái mày xóa đi. Không không, hồi nãy cái chị kia chị chụp giùm cái tấm này nè, đứng ở trong cái hũ. Làm cái hũ y như thiệt ha. Ồ, như y chụp đôi cánh đẹp quá à. Có đôi cánh thiên thần. Đi chim, bay như chim. Y chụp mẹ đôi cánh như gãy. Đứng lên cầu à. Đứng trên chiếc lá. Ôi mày chụp ý bị rung à? Không, tấm này không có rung, tấm này bị mờ. Xóa đi. Hên là có 2 tấm 3 tấm luôn. Cả xíu à. Mình nghệ thuật không chứ bộ. Nó là đẹp á. Mấy tòa nhà đó nó giống như là 3D theo á. Mình đi cái nó đầu nó chuyển động á. Vậy nó làm bữa cơm cho cái con gì. Trời ơi, rung tay, xóa đi. Ờ, cái bàn tay. Bữa cơm cho con mèo. Ừ. Như ý mà con mà mặc cái áo đen này lên là con sẽ không thấy cái này, là con ngồi trên đây thiệt luôn á. Nè, cái tấm thảm bay nè. Nè, thấy chưa, nếu mà con mặc cái áo này vô là con sẽ thành, nó không có thấy, nó che cái này đi, là con ngồi trên thảm bay luôn á. Chút nữa gì, mệt rồi, chút nữa gì. Cái này nó làm cái hình gì đâu mà nhòe cái mắt luôn. Trái tim bay ào ào. Ngồi nhà kẹo. Ghế chụp hình lên cũng đẹp rồi nè. Này hứng tim. Nó nhòe rồi. Xóa đi. Gấu. Christmas. Tiền. Tiền quá cho tiền. Làm cảnh đẹp chứ sợ. Này ôi, cái tấm xích lô nãy mày chụp con bị hư rồi, lát ra chụp lại ơi.
thấy đi từ trưa giờ được nhiêu hình. Thế nào? Đẹp quá trời luôn. Hôm nay phải chịu cực chụp mới được. Mới có hình đẹp. Ủa cái này là quay cái gì vậy? Cái này quay ngoài Nha Trang. Thôi hồi 2 giờ chiều rồi hỉ. Hồi 2 chiều rồi ghê thiệt. Sẵn qua sẵn lại để cho 2 chiều rồi. Thời gian chưa rất là nhanh. Khát nước thôi, bác không cho mang theo nước chứ. Nó sợ mình ngồi lâu hôm nay. Nó không cho mình mang nước theo. Ngồi lâu thiệt. Chưa đã, mọi người đi chưa đã. Mình không có chụp chỗ nào hết á, cho nên không có làm phiền ai hết, cho nên ngồi thoải mái. Đâu ai chụp cảnh này đâu. Cái này cái không gian 3D này người ta
người ta dùng đèn, lợi dụng cái đèn, đèn với hình ảnh người ta vẽ, công nhận người ta lừa mình dễ sợ luôn. Người ta lừa mình, người ta vẽ cái nghệ thuật vẽ, vẽ với hệ thống đèn á. Ờ đúng rồi à, đọc ở trên mạng kêu là ngày 1 tháng 6 miễn phí trẻ em với đi chung với phụ huynh báo đăng nha. Vậy mà tới đây là không có miễn phí phụ huynh, không có miễn phí cái gì hết á, miễn phí kem thôi. Bếp đã hả? Ok ha, đi hai mẹ con 250. Vé sư riêng trăm, vé mẹ 150. Không, vậy là nó cũng giảm rồi đó chứ. Chứ ngày thường mẹ thấy nó đang có 200. Không, 200 là giao cho người nước ngoài vậy phải. Nó kệ đó đi ha, mệt quá. Nói chung tóm lại hai mẹ con đi chơi chụp hình phủ phê hôm nay là 250. Được vô không gian 3D bảo tàng tranh. Ý nó khát nước à, thôi đi xuống, đi xuống mà cái xích lô nãy á, cái xích lô lúc nãy chụp lại cái xích lô ấy. Xong rồi đi ra, cái nước nó khát nước quá rồi. Chụp mẹ đây. Okay. Cái chỗ này mẹ chưa chụp nè. Khoan khoan, để mẹ bấm cái hình ảnh lên cho con. Mẹ bấm cái này nè. Bấm thử coi cái làm được không? Bây giờ chụp nữ hoàng con lại. Rồi đi ra ngõ này nè, rồi ra ao đây nè.
thôi rồi nó không chịu quay ra, quay lại chụp tiếp thôi, đi đi ha. Rồi kệ đi. Thôi gì cũng biết bảo tàng rồi. Hả? Đâu có đâu. Người ta làm kiểu vậy thôi chứ làm gì có thang máy. Không được, không được, không được. Người ta kêu quay ao ở đây nè. Tới ra see you again ở đây nè. Vậy đi ngược lại ha. Nghe chị. Hả? Em nghe nè. Chú em đang đi chơi. Dạ, em chơi thứ mấy đóng chị? Thứ ba đóng hả? Vậy đi thứ năm đi. À, tạo thứ tư Busan, thứ năm Incheon, thứ sáu Incheon. Dạ 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 rồi 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 dạ. Quan Giang ha. Dạ rồi cho tàu chúng mình rồi. Dạ dạ. Rất là đông mà. Người lớn bé gì cũng có hết đi con. Nó thì cái tâm tâm cái thì đi. Nay thứ mấy ta? Thứ sáu rồi. Mẹ chỉ có chụp mấy cái này. Ôi rồi rồi. Ê quên nữa. Ê. Rồi. Quên. Bây giờ sao? Ở dưới có không? Thôi vậy lên lại nữa. Quên. Quên. Hồi nãy cần phải cần phải giải quyết. Ôi kệ, cảnh đẹp mà dây vô chút có sao đâu. Ô mày chưa lên cái thời này nữa nè.
đi, đi kiếm 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 cái máy ảnh chụp cho mẹ đi. Mẹ mẹ ngồi trên thuyền. Ok.
lấy đồ ở đây ha. Không, 3 năm. Cái đó là chụp hình luôn. Chụp hình. Dạ. Này thấy lạ. Dạ. Chụp giờ mình coi đâu? Về chép ra mới coi được. Nó có thể nhớ hả vậy? À, nó thẻ nhớ, nó không có coi được giờ. Ủa, cái này là mình được tặng một cho bé mang về đi, bọn tặng cho em ăn về. Có một bình té thôi hả? Trời ơi. Lớn. Bé đi qua mang giày qua đó lấy cái kem ăn nữa không? Em mẹ ngồi đây đợi. Qua đây. Ok, hồi nãy mình bỏ cái thẻ của xe ở đâu ta? Con đi lại cái cô đó đó, con đi đưa cái phiếu cầm kem. Ừ, lấy nước uống đi. Quá khát hả? Rồi đi qua đó đó. Ủa, phiếu giữ xe để đâu rồi ta? Cây khổng lồ vậy hả? Rồi, ok. Đúng rồi, nó cho thiếu nhi của mình to. Đâu cho mẹ đó. Có học hỏi thử hai cây được không? Thôi được rồi, con em. Cầm ăn tay vịn này giùm mẹ được không? Vịn giùm mẹ, vịn chặt nha, đừng đổ xuống đây là bể hư hết luôn á. Vịn ha, phải tay ha, nha nha, cẩn thận nha, mẹ cột dài á đó. Xong mặc vô.
mẹ có chút xíu rồi mà nó cứ ẹo qua, nó ẹo lại. Lùng đây ăn kem. Mấy giờ rồi? 2 giờ 35 phút rồi. Đây có wifi nữa. Dừng video này thôi. Vậy ăn kem đi, kem cho hết lẹ đi rồi đi. Chơi 3D 1 tháng 6 xong rồi đó. Vô chụp hình, biểu diễn hết hồi. Không biết mình vô lúc mấy giờ ha. Biết vô lúc mấy giờ. Cho cái bao. Không, con đang ăn kem. Mượn điện thoại làm gì? Hả? Hả? Trừ mẹ là sao? À, ở trường mẹ hả? Chưa ăn xong mình chắc đi vòng vòng chơi trường mẹ tới 6 giờ rồi, giờ mới có 2 giờ rưỡi à. Con ăn kem, mẹ ăn mận Hà Nội à. Không có muối, ăn không, nhưng mà nó cũng không có chua lắm á. Đó, để chín rồi đó, mình giò nó vậy nè, nó sẽ ngọt á. Ngọt, chưa ngọt, nó không thật sự, nó không có ngọt, ngọt mà như làm trái giải mình đâu. Chua ngọt. Ở trong ruột thì nó hơi ngọt, còn ở ngoài cái vỏ thì nó chua giống như là cái vỏ me vậy. Giống vậy đỏ bầm ha. Mấy trái như vậy nó mới ngọt nè, còn mấy trái mà nó chưa có chín, nó chưa có hồng bầm như vậy á là chua lét à. Khách quá chừng luôn. Cái này chín nè. Nó càng bầm á là nó càng ngọt á.
hồi nãy con ra cổng sao á, con ra cổng đó đó, nó thấy không? Thì con la không phải, không phải nó đó. Hử? Nãy con ra cái cổng bên đó đó, bán cà phê đó, nó là bên đó. Nãy mẹ thấy cái tấm bảng đó nè. Phải không? Cô cá là ngay chân cầu thang. Chai đã bầm về đều ngọt hết ha. Màu đó đẹp, đó bạc đô. Có chấm muối ớt cũng ngon, mà là làm sợi lắc á, dạ sợi lắc á, đường mắm lắc lên thấm vô y như siri vậy, ướp chừng 10 phút là thấm. Sơ ri đây nè. Hả? Đúng sao? Ướp cái hay ăn luôn. Có sơ ri ướp ăn được á. Sơ ri đây hả? Nhâm 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 cái sơ ri luôn. Con ăn cái kem lâu quá, sắp xong rồi. Ừ, ăn đấy. Ngon. Màu đẹp hả? Mận Hà Nội. Ăn không không? Nó chấm muối chấm mít vậy. Mà ăn nhiều nó cũng nóng lắm đó. Cái nào ăn nhiều cũng nóng. Ngoại trừ mấy trái đu đủ mát, cam mát. Mấy trái mà ăn vậy là nóng hết rồi. Chôm chôm, dải, nhãn, xoài, nóng hết. Thôi ăn chừng dài chết rồi, ê ra rồi.
thiếu nhi hát nhạc. Sao lạnh ngắt vậy? Sao con tay con lạnh ngắt vậy? Tay con lạnh ngắt luôn. Mày ăn cạp không? Ai đó giàu anh ta cắt thùy mỹ hả? Này cắn không? Còn mấy trái, mang theo mấy trái ăn, còn mấy trái. Ăn cái này nữa thôi. Ăn cái này nữa, ăn được, ăn dở. Đây ra nè. Tại con không mặc áo quá, áo lạnh á. À kỳ ship á. Ngày thường. Tính giá như ngày thường. Vé mua rồi miễn đổi trả, xin cảm ơn. Như ý đem bỏ bịch rác kia giùm mẹ đi nè. Đó, bỏ ra cái hũ đó. Rồi qua video mới, qua video mới ha. Ăn mặn xong rồi giờ ăn giải. Con ăn lẹ đi, con ăn giải nè. Không được rồi, ăn giải là phải phải dơ rồi. Thôi bỏ vô đây dơ luôn đi. Ừ, mặc áo khoác vô cho nó ấm. Ở đây máy lạnh mà. Con không mặc là nó bị lạnh. Trái này nó bị hư rồi, nó chín quá hư rồi. Trời ơi, trái giải này nó bị sâu nè, thấy ghê không? Trời ơi, cẩn thận nha. Ăn mà nhắm mắt nhắm mũi, không mở ra là cắn nguyên con sâu vô người luôn á. Trái giải ha. Trái giải thì nó chan quả trứng. Nó ngọt ha. Thịt không ha. Nó, thịt nó nhiều hơn trái nhãn nè. Nhiều hơn chôm chôm luôn á. À, không, nó nhiều hơn nhãn thôi. Nó không nhiều hơn chôm chôm đâu. Chôm chôm mà chôm 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 mình á, trong tỉnh Tiền Giang á, ngủ không à. Học cái bự à. Cái hộp nó dày dày. Nó không như cái hộp nhãn tròn. Con ăn không? Ăn không mày gửi cho con trái. Trái nhỏ. Cho Siri trái giải nhỏ. Lụm lên, lụm lên.
ơi, cái này hư rồi, bỏ đi. Gì nữa vậy? Trời ơi, mấy cái trái giải này sao mà nó sâu nhiều quá vậy ta? Nhưng mà cũng thấy trái này nó cũng giống như sâu sâu rồi. Rồi sâu rồi ha. Nãy giờ gỡ mấy trái, mình hư hết mấy trái rồi. Kìa quá. Cái quả của mẹ không sâu rồi. Mấy quả này sâu trơn. Nè nè, cái này được nè, cái này ngon nè. Cuối cùng con không được một trái ăn. Cái vỏ thì nó mỏng, vỏ mỏng. Ăn sao, ngọt ngọt không? Ngọt ngon. Ý nó ăn giải được. Nó ăn thứ dữ luôn. Nó không có ăn cóc hồi ỏi như mình, nó ăn toàn là giải. Giải nho. Mình được coi con để nhiễu cho người mẹ vậy. Nè rác bỏ đây. Đừng có nhét cho người để lắc lấy cái khăn lau. Ở đây có chỗ rửa tay không? Có hả? Hỏi đi tìm đi rửa đi. Có không? Hỏi chi nếu mình phải làm kia. Rồi đi đây rửa đi. Hay nó biết chỗ. Cho rửa khỏi lấy khăn. Cực con đảm lấy khăn. Trời ơi, giải này sao sâu không vậy ta? Sâu cái cuốn á nè. Cuốn sâu quá trời luôn nè. Nãy giờ mấy trái sâu hết trơn. Đầu mùa sâu quá. Giải có thể bán giải khô được nữa. Giải khô á. Cơm không à. Ông làm giải hộp. Làm gì? Chơi nè. Đi liền giờ nè, không có chơi đâu. Thôi đi nè, đi nè. Nè nè, đem cầm cái này bỏ vô sọt rác đi mẹ. Dạ, đúng. Đổ hết nguyên này. Không, đem cái hộp lại. Rồi, kết thúc ăn giải với ăn mận ở đây. Đeo cặp hả? Còn mấy trái nè. Sâu hơn. Đi rồi con. Ông nước không? Ai cái khăn đây? Khăn nè, cặp con mang đi nè. Dành mang thì mang đi, cho mang luôn. Mang để có đồ chơi trong đó. Ơi, lẹ lên. Lẹ lên đi. Lẹ nhanh lên. Rồi, lẹ lên đi nè.
Rồi. Đi. Xong chưa? Xong chưa? Chưa nữa hả? Lẹ lên mình đi nè. 3 giờ rồi. Hôm nay đem về mớ hình. Mớ hình ngồi chiếc xích lô. Xe bay à. Nè xe bay à, xe. Xe bay vòng 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 luôn. Ngay. Chụp mẹ ngồi không? Nó cười quá. Thầy mẹ đứng á. Cái cánh siêu nhi đẹp nè. Cái cánh mẹ trời ơi. Trời 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 cái gì mà đổ được con ghé. Thôi đi trời ơi con lụm lên cho mẹ đây. Cái gì mà rần 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 vậy? Bước vô có chút xíu mà rớt rơn đồ của người ta. Dễ thương trên đây hơn. Dễ thương. Quá đẹp luôn. Rồi. Mà ập lên là bước đồ của mẹ tâm linh. Ừ. Con phải mở ngôi nhà ra bà. Ừ. Đây nữa nè. Xong chưa vậy? Coi bên kia coi hết đồ chưa? Bán cà phê, con kèm gồng phun lửa. Ý lụm cho mẹ cái đó. Thì ăn thịt con. Ừ. Mẹ đã bán cái gì nè? Ta ca tầng trệt lô xe khu thương mại chung cư Him Lam đi bên xa đường D1 đường D1 phường Tân Hưng quận 7 gà rán BBQ. Đẹp rồi quá trời biểu diễn từ xưa tới giờ được như đó. Sushi. Lẩu kim chi, lẩu lông biển. Ở được rồi, đi con. Chạy vòng vòng tí rồi về. Nước. Lụ. Lẩu. Sao bị quỷ quá. Rồi, được rồi, được rồi. Về nhà coi. Hồi nãy người ta mặc cái áo này nè. Vô là người ta làm được phù thủy rồi. Màu chế lè luôn à, bà làm cái tiệm y như thiệt luôn không? Vẽ làm sao mà y như thiệt à, cái hệ thống đèn với cái hệ thống vẽ nó dội ra y như thiệt luôn. Trái tim à, trái tim à. Nhà kẹo rồi tướng bà. Con phải lấy ra được chìa khóa. Mẹ tối tiền trời quá trời tiền luôn. Không tiền đâu. Vàng quá trời luôn. Nè làm cô tắm. Cô tắm. Đẹp ha, cảnh đẹp quá ha. Đi chơi như thiệt á. Đẹp quá trời luôn. Đó thôi được rồi, ok cô. Mệt quá. Đeo ba lô vô, xách đồ đi. Xách chai nước của con. Rồi. Rồi video mới ha.